Người phiên dịch của chúng tôi của Trần Tinh Húc vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating, thoát nạn khỏi danh xưng tra nam Đông Cung. Ngày 8 tháng 1 vừa qua, người phiên dịch của chúng tôi của Trần Tinh Húc và Ngô Thiến chính thức lên sóng. Đây là bộ phim thứ hai đánh dấu sự trở lại của tra nam Đông Cung Trần Tinh Húc. Trước đó là một dự án ngôn tình khác là Nếu Anh Cũng Có Ngày Này đóng cùng Chương Nhược Nam. Đáng chú ý là, người phiên dịch của chúng tôi vừa chiếu đài đã đạt những thành tích vô cùng tốt, gây bất ngờ với người xem. Cụ thể, người phiên dịch của chúng tôi chiếu vào khung giờ vàng tối ngày 8 tháng 1 đã ghi nhận những thành tích cao, thậm chí lập kỷ lục. Chỉ trong 20 phút đầu lên sóng, dự án của Tống Thiến và Trần Tinh Húc đã chạm mức rating 0,49%, cũng là chỉ số cao nhất của cả tập 1. Phim đã đứng hạng 1 rating cụm đài vệ tinh, đồng thời ghi nhận mức rating mở màn cao nhất đài Hồ Nam trong vòng 1 năm qua. Không những vậy, người phiên dịch của chúng tôi còn mở màn với mức nhiệt độ 9.727, cũng là con số cao nhất mọi thời đại trên nền tảng độc quyền của đài là Mango TV. Nội dung chính của bộ phim Người Phiên Dịch của chúng tôi xoay quanh câu chuyện theo đuổi sự nghiệp, tình yêu, trưởng thành giữa Lâm Tây và Tiêu Nhất Thành. Vào 8 năm trước, Lâm Tây dứt khoát chia tay người yêu Tiêu Nhất Thành để hoàn thành ước mơ nghề nghiệp còn dang dở của mẹ, quyết tâm trở thành phiên dịch viên tại Liên Hợp Quốc. Sau 8 năm, Lâm Tây thành công làm một chuyên gia phiên dịch hàng đầu trẻ tuổi nhất sở hữu thành tích đứng top tại Hoa Thanh, trong khi Tiêu Nhất Thành đã là một giám đốc công nghệ hàng đầu trong giới ngôn ngữ. Nào ngờ Lâm Tây và Tiêu Nhất Thành tình cờ trùng phùng vì công việc. Trong quá trình này, ngoài mặt Nhất Thành như đang trả thù tình cũ, nhưng thực tế anh không thể nào nhẫn tâm với Lâm Tây, thậm chí còn âm thầm giúp đỡ và nhượng bộ cô hết lần này đến lần khác. Sau khoảng thời gian dài hiểu lầm, Nhất Thành dần nhận ra sự thật về lý do Lâm Tây chia tay anh, đồng thời thấy rõ từng chút nỗ lực của Lâm Tây để chạm tay đến ước mơ. Trải qua nhiều chuyện, cuối cùng cả hai cũng tháo gỡ mọi hiểu lầm, dần dần thấu hiểu lẫn nhau, cùng nhau tạo nên những thành tích trong công việc. Sau cùng, người có tình cũng được trở về bên nhau, hai người hiện thực hóa ước mơ nghề nghiệp đại diện cho nước nhà. Trong năm 2024 này, Trần Tinh Húc hai lần hóa thân thành hình tượng tổng tài, cả hai vai diễn đều để lại những ấn tượng, thể hiện khác biệt chứ không bị trùng lặp. Nếu Tiêu Nhất Thành là người trầm ổn và có nhiều tâm sự, thì Tiền Hằng của anh cũng có ngày này có phần hài hước và sôi nổi hơn. Vai diễn tổng tài trong Người Phiên Dịch của chúng tôi và Nếu Anh Cũng Có Ngày Này sẽ mang đến cho khán giả một cái nhìn rất khác về Trần Tinh Húc trong Đông Cung từng gây bão mạng xã hội trước đó. Thái tử Đông Cung hóa thân thành tổng tài gần như hoàn hảo. Từ gương mặt đẹp trai, dáng người chuẩn và diễn xuất tiến bộ, Trần Tinh Húc khiến ai nấy phải nhũng tim. Đây có thể được xem là sự trở lại thành công của chàng sao nam. Sau thời gian dài đóng cổ trang và thoát khỏi danh xưng tra nam Đông Cung đã theo Trần Tinh Húc suốt thời gian dài. Ngoài Tiêu Chiến, Dương Tử còn từng đóng chung phim với đỉnh lưu nào? Ở thời điểm hiện tại, để quy tụ được hai đỉnh lưu Cbiz cùng tham dự một tác phẩm có lẽ là điều rất khó, chưa nói tới khoản cát xê khổng lồ mà đoàn phim phải chi trả, mà nhiều vấn đề khác như phiên vị, thiết lập nhân vật, tạo hình hay cuộc chiến của fan, cũng khiến nhiều nhà sản xuất đau đầu, không thể thực hiện được bài toán khó này. Bởi vậy, tác phẩm gần nhất có sự hợp tác của hai đỉnh lưu mà khán giả được xem là Dư Sinh Xin Chỉ Giáo nhiều hơn, do Dương Tử và Tiêu Chiến đóng chính, lên sóng năm 2022. Điều đáng nói, đây không phải tác phẩm duy nhất mà Dương Tử đóng cùng đỉnh lưu khác. Cô còn từng hợp tác cùng Ngô Diệt Phàm trong Thanh Trâm Hành, Triệu Lệ Dĩnh và Lý Dịch Phong trong Tru Tiên Thanh Vân Chí. Tuy nhiên, thời đóng Tru Tiên Thanh Vân Chí, Dương Tử vẫn chưa vươn lên hàng nữ đỉnh lưu của showbiz Hoa ngữ. Thời điểm ấy, nữ diễn viên tuy từng là sao nhí và có độ nhận diện qua nhiều tác phẩm như Nhà Có Trai Có Gái, Chiến Trường Sa, Hoang Lạc Tùng, nhưng độ nổi tiếng vẫn chưa sánh được với Triệu Lệ Dĩnh và Lý Dịch Phong. Lúc đó, Triệu Lệ Dĩnh đã nổi tiếng bùng nổ sau sự thành công của Hoa Thiên Cốt 2015, còn Lý Dịch Phong trở thành đỉnh lưu hàng đầu nhờ Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2014. Vậy nên, Dương Tử chỉ có thể đóng vai nữ phụ trong phim. Dù vậy, Thanh Vân Chí vẫn được coi là tác phẩm hiếm hoi của Cbiz quy tụ được dàn diễn viên mà sau này đều là đỉnh lưu, lưu lượng hàng đầu showbiz. Ngoài Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, còn có Thành Nghị, Nhậm Gia Luân, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ. Về phần Thanh Trâm Hành có Dương Tử và Ngô Diệt Phàm đóng chính, tác phẩm này từng được kỳ vọng là siêu phẩm cổ trang tiếp theo của Cbiz. Sự kết hợp của hai đỉnh lưu hàng đầu trong một bộ phim có nguyên tắc nổi tiếng, được đầu tư lớn, thu hút sự chú ý từ công chúng. Tuy vậy, do Ngô Diệt Phàm phạm tội, nên bộ phim không thể lên sóng trong vài năm qua. Gần đây, nam diễn viên Bành Quán Anh đã trở thành nam chính thay thế cho Ngô Diệt Phàm và quay những cảnh bổ sung cho Thanh Trâm Hành. Phim dự định có thể lên sóng trong năm 2024.
Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong yêu lại từ đầu trong Minh Lan Truyện 2 khiến fan mừng rỡ. Nhắc đến những bộ phim trạch đấu nổi tiếng nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, nhiều mọt phim chắc hẳn sẽ gọi tên của Minh Lan Truyện, bộ phim kể về câu chuyện cuộc đời của Thịnh Minh Lan, một cô gái xinh đẹp thông minh, nhưng lại không được người thân yêu thương. Đến khi trưởng thành, Minh Lan gặp được Cố Đình Diệp, hai người từ oan gia rồi dần nảy sinh tình cảm, cùng nhau đối diện với những gian nan thử thách. Minh Lan Truyện khi lên sóng đã gặt hái được nhiều thành tích vang dội, đưa bộ ba Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong và Chu Nhất Long bước sang một trang mới trong sự nghiệp. Cơn sốt của Minh Lan Truyện còn chưa dứt, thì mới đây, trên mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền tin đồn cho rằng Minh Lan Truyện sắp tới sẽ chính thức sản xuất phần 2, và thú vị hơn nữa chính là việc dàn diễn viên chính sẽ được giữ nguyên. Cụ thể, tin đồn này bùng nổ sau khi một loạt các bình luận trên mạng xã hội Weibo đòi Triệu Lệ Dĩnh đóng tiếp các phần hậu truyện của Minh Lan Truyện. Những bình luận này nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, đồng thời cũng nhận được sự đồng tình của đông đảo cư dân mạng. Người hâm mộ cũng mau chóng chia sẻ, với mong muốn Triệu Lệ Dĩnh và phòng làm việc của cô nàng có thể nhìn thấy được. Cũng theo những nguồn tin thân cận cho biết, chuyện tình của cặp đôi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh trong phần mới sẽ có nhiều trắc trở và khó khăn hơn, vì nhiều mỹ nam khác mạnh mẽ theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh, thậm chí rất có thể cặp đôi Cố Đình Diệp và Thịnh Minh Lan sẽ không thể có cái kết hạnh phúc ở tập cuối phần hậu truyện Minh Lan Truyện. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là tin đồn, vì hiện cả hai bên vẫn giữ quan điểm im lặng trước mọi nghi vấn. Đàm Tùng Vận hẹn hò với bạn trai mỹ nam kém 7 tuổi. Đàm Tùng Vận tuy không phải tiểu hoa nổi bật bậc nhất lứa 90 với lưu lượng khủng, lượng người hâm mộ đông đảo, nhưng cô nàng vẫn có một chỗ đứng nhất định trong làng giải trí hoa ngữ, lại cộng thêm diễn xuất ổn, ngoại hình sáng, ngọt ngào. Đàm Tùng Vận lọt vào mắt xanh của không ít đạo diễn, nhà sản xuất. Thời gian vừa qua, trên mạng bất ngờ lan truyền đồn đoán Đàm Tùng Vận có khả năng sau khi ghi hình xong Thục Cẩm Nhân Gia sẽ gia nhập đoàn phim Tiêu Dao. Thời gian dự kiến là cuối tháng 2 năm 2024. Đây là một dự án cổ trang do EQG sản xuất, và đạo diễn cầm trịch của phim là Tử Kỳ Chu, có tác phẩm tiêu biểu là Cuồng Phong, Đặc Chiến Vinh Quang. Ngoài ra, theo những gì tiết lộ, nam diễn viên có thể sẽ nên duyên với Đàm Tùng Vận là Hầu Minh Hạo. Nam diễn viên sinh năm 1997 góp mặt trong nhiều dự án phim ăn khách như Hàng Võ Ký, Trấn Hồn Nhai, Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân, Đạo Mộ Bút Ký 2, Nộ Hải Tìm Sa, Đạo Mộ Bút Ký 3, Tần Lĩnh Thần Thụ, Hộ Tâm, Ta Chính Là Cô Nương Như Thế. Tuy khá hào hứng với sự kết đôi này, nhưng nhiều cư dân mạng vẫn cảm thấy khoảng cách chênh lệch tới 7 tuổi giữa Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo sẽ khó tạo được phản ứng hóa học. Ngay cả khi hai diễn viên đều tương đối trẻ so với tuổi thật, tính đến thời điểm hiện tại, phía đoàn Tiêu Dao cùng hai nhân vật chính trong đồn đoán là Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo vẫn chưa có động thái phản hồi nào. Hiện cả Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo đều đang trong đoàn phim Thục Cẩm Nhân Gia và Đại Mộng Quy Ly, chưa có thông tin chính thức nào về lịch đóng máy. Thế nên, việc hai ngôi sao có thực sự nên duyên với nhau ở Tiêu Dao hay không, chưa thể nói trước được. Điền Hy Vi hóa cô bé mùa đông trong bộ ảnh mới, nhan sắc được netizen hết lời khen ngợi. Mới đây, Điền Hy Vi gây chú ý với loạt ảnh mới toát lên thần thái xinh đẹp tựa nàng thơ. Bộ ảnh mới của nữ diễn viên chụp theo chủ đề mùa đông, với màu kem và xanh da trời chủ đạo. Trong bộ ảnh mới, Điền Hy Vi được nhiều người yêu thích nhờ gương mặt tươi tắn và nụ cười rạng rỡ. Làn da trắng sáng càng khiến vẻ đẹp của nữ diễn viên thêm phần ngọt ngào và trong trẻo. Ngay khi vừa đăng tải, loạt hình ảnh mới của Điền Hy Vi nhanh chóng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội và nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Những bức hình với tông màu trong veo như phim điện ảnh, cùng nét đẹp thuần khiết của Điền Hy Vi, đã khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh cô bé mùa đông, người đẹp được ví như đóa hoa sặc sỡ nở rộ giữa trời đông. Điền Hy Vi sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1m68, nữ diễn viên được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim như Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế, Sủng Vật Thiếu Tướng Quân Của Ta, Khanh Khanh Nhật Thường. Đặc biệt, với vai Lý Vi trong phim Khanh Khanh Nhật Thường, Điền Hy Vi nhanh chóng chiếm được cảm tình từ các khán giả. Ngoài ghi điểm nhờ diễn xuất duyên dáng, Điền Hy Vi còn gây thương nhớ bởi đôi mắt to tròn, vòng eo nhỏ nhắn và gương mặt lém lỉnh đáng yêu. Cô cũng được nhận xét có gương mặt khả ái, có thể thể hiện các phong cách khác nhau trong phim, khi dễ thương, lúc lại gợi cảm. Thời gian gần đây, Điền Hy Vi cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Qua bộ phim Điền Canh Kỷ đóng chính cùng Tăng Thuấn Hy, vẻ đẹp bình dị, chân chất, cùng biểu cảm diễn xuất tự nhiên của nữ diễn viên, được khán giả và người hâm mộ đánh giá cao. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.